Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt BT210 này với cái phần mềm Boss 365 trên điện thoại Android để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì đối với cái phần mềm Boss 365 các bạn chỉ in được trên điện thoại Android thôi nha. Thì cái phần mềm Boss 365 đó chỉ nó hỗ trợ máy in Bluetooth ở trên cái điện thoại Android thôi nha, còn trên điện thoại iPhone nó thì không có hỗ trợ nha các bạn. Đó. Thì trên điện thoại iPhone đó thì các bạn có thể mua cái máy in mạng, máy in wifi bên mình đó. Bên mình có bán máy in wifi không cần cắm dây mạng LAN nha. Đó, thì máy in wifi đó có thể in được trên điện thoại Android hoặc iPhone luôn. Còn riêng á, cái máy in Bluetooth chỉ in được điện thoại Android thôi nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in Bluetooth BT210 này bên mình. Và hướng dẫn các bạn lắp giấy nè, hướng dẫn các bạn sử dụng sơ vào cái máy in này, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với phần mềm Boss 365 để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì khi mà các bạn mua máy in về thì bao gồm một cái máy nè, một củ sạc nè, một cuộn giấy và một cái cọng cáp sạc nha các bạn. Thì cái máy này là máy in nhiệt, các bạn không cần sử dụng mực nha. Các bạn mua về các bạn chỉ cần sạc đầy pin và in thôi. Thì sau khi mà các bạn mua máy về á, ở đằng sau cục pin là các bạn tháo cục pin ra nha. Ở đây á, mình có dán miếng dán để bảo vệ khi mà trong quá trình vận chuyển á, các bạn nó không có bị cháy nổ nha. Các bạn tháo cái miếng dán này ra, rồi sau đó các bạn lắp lại để các bạn sử dụng nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái khay giấy ra. Một tay ngón tay trỏ nè các bạn để ở trong cái khức nè các bạn. Rồi một ngón tay tay cái các bạn chịu lực lại, rồi các bạn bật cái ngón tay trỏ lên nè là nó sẽ lên ha. Rồi trong đây có một tờ giấy in test nè, bên mình đã in test cái máy này sẵn rồi. Rồi bây giờ các bạn bỏ giấy vào nha. Đây các bạn bỏ theo cái chiều này nha các bạn. Nếu mà các bạn bỏ ngược á thì in nó sẽ không ra mực nha. Rồi các bạn đóng lại, các bạn lấy hai tay các bạn đè nó xuống. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test nha. In test đó thì các bạn tắt máy nha. Cái máy này là đang mở nè, các bạn bấm tắt. Rồi bây giờ các bạn bấm hai nút cùng một lúc. Rồi nghe hai tiếng beep các bạn buông ra. Rồi đây là thông tin của máy nha. Máy sử dụng được cho USB laptop hoặc là Bluetooth cho điện thoại nha các bạn. Rồi đây là pin nè, dung lượng pin nè. Còn ở đây là cái mã pin để ghép đôi với cái điện thoại Android 4.0. Đây là tên máy in. Ok các bạn, thì bây giờ các bạn vào trong cái điện thoại Android á, các bạn vào trong cái Bluetooth này. Rồi các bạn mở cái máy in lên nha. Đó. Rồi các bạn sẽ thấy cái tên Bluetooth là BT210 nè. Các bạn click vào, các bạn nhập cái pad là 4.0 vào nha, ghép đôi. Rồi bây giờ sau đó các bạn mới vào trong cái phần mềm Boss 365. Rồi các bạn vào trong cái thiết lập nè. Rồi các bạn vào chỗ thu ngân nè, máy in thu ngân nè. Rồi các bạn bấm vào Bluetooth nha. Ở đây nè các bạn, in qua Bluetooth nha. Rồi ở đây các bạn chọn là 57 cho mình nha. Rồi các bạn bấm Enter nè. Không phải là áp dụng nè. Nó sẽ hiện ra là cái tên máy in Bluetooth nè. Các bạn bấm vào xong nè. Rồi vậy là kết nối xong rồi đó các bạn. Bây giờ các bạn ra ngoài, các bạn vào trong cái, mình sẽ vào trong cái quản lý đơn nè. Mình lấy cái đơn cũ mình in thử cho các bạn xem nha. Rồi mình in thử nè. Đó, các bạn thấy không? Khi mà in xong nó báo tiếng beep cho các bạn luôn đó. Rồi, mình in thử cái đơn khác cho các bạn xem nè. Rồi ok các bạn ha, thì cái máy này in trên phần mềm Boss 365 thì nó cũng ổn, cũng tạm nha các bạn. Rồi ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.